USCIRF, tổ chức lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam. Hàng năm, một tổ chức mang danh bảo vệ tự do tôn giáo của chính phủ Mỹ lại cho ra đời một báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo các nước. Không may thay, Việt Nam luôn được xem là mục tiêu để tổ chức này kết án vi phạm tự do tôn giáo, bất chấp nỗ lực ngày càng tiến bộ và được quốc tế ghi nhận cả về việc bảo vệ các tôn giáo được hoạt động tự do, lành mạnh và hợp pháp. Báo cáo thường niên năm 2021 của tổ chức này vẫn không ngoại lệ, đang khiến dư luận vô cùng bất bình. Vì sao một tổ chức mang danh chính quy như vậy lại luôn có cái nhìn tiêu cực, thiếu thiện chí về Việt Nam? Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ là tổ chức hoạt động độc lập với chính phủ Mỹ, thành lập trên cơ sở Đạo luật Tự do Tín ngưỡng Quốc tế HR-2431 và do Tổng thống Mỹ ký ban hành ngày 27 tháng 10 năm 1998. Cơ cấu tổ chức của USCIRF gồm 10 thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống Mỹ và lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Lưỡng viện Mỹ. Hoạt động của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ USCIRF trong vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế và có quyền triệu tập các buổi điều trần, soạn thảo bản phúc trình hàng năm về tình hình tôn giáo quốc tế cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ, đồng thời có quyền lập danh sách các nước trong diện cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, CPC, để đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định. Như vậy, trước khi vào, USCIRF luôn đặt vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ Việt-Mỹ. Nhân quyền là trọng tâm quan hệ Việt-Mỹ. Không phải vào Việt Nam để phê phán, khuyến khích tự do tôn giáo kiểu Mỹ, mà là để tìm hiểu tình hình sát thực tế, báo cáo Tổng thống và Quốc hội Mỹ, thúc đẩy tự do tôn giáo và quyền cơ bản của con người. Bất chấp thiện chí của Việt Nam, nhiều lần mời phái đoàn USCIRF vào Việt Nam tự do tiếp xúc với tất cả thành phần tổ chức tôn giáo trong nước. Nhưng bất kể kết quả tiếp xúc ra sao, USCIRF vẫn chỉ cho ra các bản báo cáo theo bằng chứng từ các cá nhân tổ chức tôn giáo cực đoan chống Việt Nam ở trong nước. Gần như phát ngôn theo họ, gạt bỏ đi những đánh giá tích cực về tự do tôn giáo trong nước từ cá nhân tổ chức có thiện chí. Số lần vào Việt Nam cho thấy diện đối tượng tiếp xúc của USCIRF khá rộng. Tuy nhiên, USCIRF ưu tiên gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành và số tín đồ có thái độ chính trị xấu, mang nặng tư tưởng tôn giáo cực đoan, ít nhiều cũng đã từng có hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm đến an ninh trật tự mà USCIRF biết được. Trong các lần gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành, đoàn USCIRF đã công khai bày tỏ quan điểm sẵn sàng tài trợ bất hợp pháp cho số này hoạt động trở thành ngọn cờ chống đối trong tôn giáo, thậm chí là khuyến khích họ hoạt động độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước. Ngược lại, được sự khích lệ hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối tích cực cung cấp thông tin, tài liệu, vu cáo, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống Việt Nam và gửi bằng chứng bị đàn áp cho USCIRF, sản xuất ra các báo cáo tiêu cực về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thậm chí đoàn USCIRF triệt để lợi dụng trong các cuộc làm việc với chính phủ và các ban ngành, chức năng của Việt Nam, còn ngang nhiên đưa ra những đề nghị thiếu thiện chí, gây căng thẳng trong đối thoại, trao đổi về tình hình tôn giáo, kiểu như đòi thả tự do cho số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật đang thi hành án phạt tù mà họ cho là tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo như Hồ Đức Hòa, Lê Quốc Quân, Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Bắc Chuyển. Phải chăng USCIRF là công cụ phục vụ cho mưu đồ can thiệp vào các quốc gia cần đặc biệt quan tâm của Mỹ? Tất cả quá trình đó đã cho thấy bản chất hai mặt của USCIRF khi tuyên bố một đằng nhưng lại làm một nẻo. Nhưng chung quy lại, từ hoạt động của đoàn USCIRF tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy rõ ràng USCIRF là công cụ của Mỹ thực hiện chiến lược cây gậy và củ cà rốt, sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, lấy vấn đề tự do tôn giáo để gây sức ép, để mặc cả, đánh đổi vấn đề chính trị với lợi ích kinh tế. Trong khi đó, thực tế cho thấy, ở Việt Nam, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm và có chính sách đảm bảo phát triển tự do, công bằng, bình đẳng đối với các tôn giáo. Tính đến tháng 9 năm 2019, Việt Nam có 25,1 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, 55.710 chức sắc, 145.721 chức việc,
Việc ra đời các tổ chức tôn giáo một mặt phản ánh sự quan tâm của nhà nước Việt Nam trong thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, từ bức tranh toàn cảnh về tôn giáo Việt Nam cho thấy một diện mạo mới mẻ, ngày càng có nhiều nhà thờ công giáo được tu sửa, xây mới. Các hoạt động tôn giáo lớn được tổ chức tại Sở Kiện Hà Nam, La Vang, Quảng Trị, thu hút hàng vạn tín đồ tham dự và luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ từ phía chính quyền. Bên cạnh đó, hàng chục triệu tín đồ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hàng triệu tín đồ người tôn giáo khác vẫn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng phát triển đất nước, cũng như việc Liên Hợp Quốc chọn Việt Nam làm địa điểm để tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc trong các năm 2008, 2014, 2019. Thế nhưng với USCIRF lại không cần quan tâm đến mặt tích cực tiến bộ đó, mà chỉ chăm chăm săn tìm những bằng chứng tiêu cực, ra sức phủ nhận các thành tựu về tôn giáo. Cùng với vấn đề dân chủ, nhân quyền, họ đã và đang lợi dụng vấn đề tôn giáo để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta, thậm chí còn xuyên tạc, vu cáo nhà nước ta bóp nghẹt tôn giáo, hòng bôi nhọ bức tranh tôn giáo ở Việt Nam. Ai cũng biết, theo thông lệ hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều đưa ra hai bản báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới và báo cáo về tự do, tôn giáo quốc tế. Hai báo cáo này tuy gọi là về tình hình thế giới, nhưng tập trung chỉ trích vào những nhà nước do các đảng cộng sản lãnh đạo, cầm quyền, trong đó có Việt Nam. Năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Năm 2006, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách CPC. Tuy nhiên, sau đó, hầu hết các báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm đều thừa nhận Việt Nam có một số tiến bộ nhất định trong việc cho phép người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng mặt khác, vẫn kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Rõ ràng, USCIRF là công cụ để Mỹ hợp thức hóa các sản phẩm xuyên tạc tình hình nhân quyền các quốc gia mà Mỹ thấy cần can thiệp. Từ những dẫn chứng đó có thể khẳng định rằng thông tin được phản ánh trong các bản phúc trình về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của USCIRF trình bày trước Quốc hội của Hoa Kỳ không đáng tin, không thể hiện sự khách quan khi bóp méo một chiều theo luận điệu xuyên tạc của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo ở trong và ngoài nước. Biết rõ âm mưu, ý đồ, bản chất của USCIRF như vậy, phải chăng Việt Nam nên thẳng thắn, không hoan nghênh tổ chức này và thẳng thừng vạch mặt nó trên các diễn đàn quốc tế?